cả nhà. Thì chiều nay á mình đi làm về 5 giờ rồi, phát thanh đó cả nhà nghe không? Thì bây giờ mình chuẩn bị tưới bông trang của mình. Đây là hai cái thùng dụng cụ để mình xách nước. Và bây giờ bắt đầu xách nước tưới nha mọi người. Tưới tiếp bên này nha mọi người. Xe. Wait, đi tới số này nha mọi người. Đi xuống đây nha.
Vậy là mình đã tưới xong cái hàng bông của mình phía sau thẳng đây và phía ở trên nhà nữa. Và mình kết thúc video ở đây. Chúc một người ngày cuối tuần vui vẻ. Và chuẩn bị đón ngày thứ bảy chủ nhật thiệt là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bye bye.